Chào mừng các bạn đến với những video chia sẻ kiến thức của Trung tâm Đào tạo Đồ họa Thuận Yến. Hãy cùng mình tìm hiểu các khóa học về thiết kế Latin Show Event, thiết kế sân khấu sự kiện và các khóa học về thiết kế Visual Effect. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một lỗi sai mà các bạn khi mới làm quen với phần mềm After Effects thường gặp phải, đó là lỗi Missing File. Rồi các bạn hãy theo dõi video cùng mình nha. Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục một cái lỗi rất thường gặp với những bạn mới bắt đầu sử dụng phần mềm After Effects các bạn sẽ thấy hiện tại khi mình mở một cái project lên nó sẽ có hiện thị một cái thông báo đó là missing file tức là lỗi mất link media à, bây giờ mình sẽ nhấn thử cái phần ok nha à, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện thị những cái à, sọc à, xanh xanh đỏ đỏ như thế này tức là cái video của mình nó đã mất đi cái file gốc thì cái nguyên nhân để dẫn tới cái tình trạng này á thì thứ nhất là do các bạn đã xóa cái file gốc đi à trường hợp nếu các bạn xóa file gốc đi thì mình sẽ không thể nào khắc phục được ha các bạn đã xóa đi rồi thì mình sẽ không còn file gốc để khắc phục trường hợp thứ hai là do các bạn thay đổi vị trí của file gốc có nghĩa là ví dụ như các bạn đang lưu nó trong ổ D đi xong rồi các bạn lại uh, tạo thư mục một cái thư mục các bạn gom nó vào trong cái thư mục uh, bên trong câu đê đó hoặc là các bạn copy nó qua ổ c ổ e ổ f gì đó thì nó sai sai đi cái đường dẫn thì lúc này nó cũng sẽ không có nhận nó không có nhận và nó sẽ bị uh, hiển thị cái lỗi này hoặc là khi các bạn copy từ một cái máy các bạn đang làm việc uh, sang một cái máy khác và nó không không tự nhận được cái đường dẫn do là có thể là do các bạn để trong một đường dẫn nó quá dài nữa thì nhiều khi nó nó cũng không nhận hoặc là do các bạn đặt tên có dấu tiếng việt à, đặt tên có dấu tiếng việt thì trong một số trường hợp nó cũng sẽ không nhận à, cái này thì các bạn nên lưu ý giúp mình là hạn chế đặt tên thư mục có dấu hoặc là đặt tên file có dấu mình cũng hạn chế ha và mình cũng hạn chế lưu trong một cái đường dẫn nó quá dài thì nó cũng sẽ dễ bị những cái lỗi một số lỗi không mong muốn thì bây giờ nếu như trường hợp mà nó đã xảy ra tình trạng lỗi như thế này rồi thì các bạn sẽ khắc phục nó như thế nào để mà link lại những cái file này á thì các bạn sẽ chọn à, các bạn sẽ nhìn vào cái cửa sổ project nè các bạn sẽ thấy những cái file nào mà nó đang hiển thị là sọc xanh sọc đỏ sọc vàng nè thì tức là những file này nó đang bị mất link các bạn sẽ click phải vào ha các bạn sẽ chọn cho mình lệnh là relay footage rồi các bạn chọn cho mình là file. Sau đó các bạn sẽ chọn lại cái đường dẫn ha cho nó ha. Thì ở đây nó đang hiển thị là à, ở trên này nó đang hiển thị cái tên cái file mình cần link nè. Các bạn sẽ chọn vào đúng cái tên đó. Sau đó các bạn nhấn import. Thì tự động những cái file nào nằm cùng một cái thư mục thì nó sẽ cũng sẽ tự động link vào cho các bạn. À, thì các bạn thấy là ở đây nó đã trở lại bình thường rồi ha Nó đã hiển thị được đúng cái file của mình Thì bây giờ mình sẽ xuất hiện một cái vấn đề Nếu như trường hợp các bạn copy một cái project nào đó qua một cái máy khác Hoặc là các bạn gửi một cái dự án mà các bạn đang làm Cho bạn bè hoặc là đồng nghiệp của các bạn Để người ta có thể là chỉnh sửa Và không bị xảy ra cái tình trạng cái lỗi mất link này Thì các bạn sẽ làm cách nào để cho nó tối ưu nhất đó là các bạn sẽ dùng cái cách là các bạn sẽ đóng gói hết tất cả những cái dữ liệu này vào trong một cái thư mục sau đó các bạn sẽ gửi cho bạn bè của các bạn để bạn bè của các bạn có thể là chỉnh sửa nó dễ dàng hơn bước đầu tiên á là mình sẽ vào file nè mình sale sale các project các bạn đang làm lại ha sau đó các bạn sẽ vào file các bạn chọn cho mình cái defending collect collect để mình đóng gói toàn bộ cái dự án của mình vào một thư mục ha rồi sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là on ha collect on các bạn nhấn vào chữ collect ha rồi nó sẽ xuất hiện cái đường dẫn lưu file rồi các bạn có thể đặt tên cái folder lại hoặc là nó sẽ lưu theo cái tên của cái project của mình rồi sau đó các bạn nhấn cho mình là sao ha nó sẽ tự động nó copy những cái dữ liệu rồi sau đó nó sẽ hiển thị ở đây đây là cái thư mục mình vừa tạo ra ha thì trong đây nó sẽ bao gồm cái project các bạn đang làm rồi một thư mục footage thì trong đây nó sẽ chứa những cái gì liên quan tới cái project của mình những gì các bạn đã sử dụng trong cái project nó sẽ đưa hết vào đây và một cái file một cái file report file thông tin ha thì trong đây nó sẽ hiển thị những cái thông tin về uh, uh, chi tiết về cái project của mình để người ta xem ở trong đó mình sử dụng những cái login gì phong chữ gì để các bạn có thể là cài đặt những cái phong chữ hoặc là những cái login đó vào trong cái project của mình để các bạn có thể chỉnh sửa nó đây là cái cách để các bạn có thể gửi à, gửi project cho đồng nghiệp của mình à, để à, đồng nghiệp của mình có thể chỉnh sửa ha đến đây thì phần hướng dẫn về à, lỗi mất link media của mình đã kết thúc à, nếu các bạn có những cái thắc mắc gì về à, à, khóa học visual effects hay là những thắc mắc gì về uh, cách sử dụng trong phần mềm After Effects Các bạn có thể để lại comment bên dưới Mình sẽ cố gắng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bạn Các bạn đừng quên follow mình để xem thêm nhiều video hướng dẫn mới từ mình nha